Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình là Tiku đây. Và ngày hôm nay sẽ cùng nhau coi TikTok. Và lý do mà mình xem TikTok nhiều tới vậy là tại vì hôm bữa mình có đọc được bài báo chúng ta nên đề nghị cấm TikTok, tại vì nó chứa những nội dung bậy bạ. Thiên thần bên vai phải của mình rất là đồng ý, nhưng mà ác quỷ ở bên vai trái của mình đã nói rằng: ủa mày bị ngu hả? TikTok là miếng ăn của mày mà. Mình rất là đau lòng, tại vì mình đang có một trận chiến nội tâm. Và thứ hai là mình bị đau bụng, nên là mình sẽ chơi cách hèn hạ nhất, phe nào thắng thì theo. Alright, đây là một cô gái tặng bó hoa cho một chàng trai. Và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chúc thầy mãi cưng chiều em. Lần cuối mà mình nói chuyện với thầy của mình như thế này là cái lần mà mình viết ba bản kiểm điểm. Em hay được thầy nâng điểm đúng không? Đúng vậy, muốn được nâng điểm thì phải nâng bi, đúng nghĩa đen. Chồng bạn ấy kém bố bạn ấy chỉ có 1 tuổi thôi. Chính xác là vậy mọi người ạ. Từ khi thầy mình xuất hiện, ba mình lại có thêm một người bạn. Nếu như mà có một thằng nào đó bằng tuổi tôi tới cưới con gái tôi là tôi cho nó ăn một đấm liền. Tình yêu mà cách 16 năm được không ạ? Được, 16 năm ở trong tù. đúng rồi, sao phải dội nhờ. Có khi là vợ của tôi còn chưa sinh ra nữa. Ở trong cái hoàn cảnh nào mà chuyện này xảy ra vậy? Thầy ơi, sinh bình là gì vậy? Sinh bình là em đó, còn tôi là Cosmin, tại vì chúng ta là một. Chuyện là mình cũng có thích ông chú hơn mình 13 tuổi, vì chú ấy rất đẹp trai. Phải làm sao giờ? Tuổi tác quan trọng cái gì? Nếu ở bên người ấy bạn hạnh phúc thì hãy đạp lên dư luận mà sống. Bạn có thể đạp lên dư luận nhưng mà bạn không thể nào đạp lên pháp luật được. Đây là cái lời khuyên tệ hại nhất mà mình từng thấy. Mấy đứa mở hổ kiểu không? Tao gọi hoài không nghe. Mày... mẹ ăn cơm chưa vậy mẹ? Cũng như bị ăn cơm rồi nè, hay cho ăn cơm. Hôm bữa mình có thêm một cái thiết bị. Khi mà bạn gắn vào tay và bạn chửi thề thì nó sẽ giật điện bạn. Cái lòng mẹ bao la như biển. Dù có bao la cỡ nào thì không thể dung thứ cho bạn được. Mình nhớ có một lần mình lỡ mồm chửi thề và chú của mình đã nói: cái thằng mất dạy, sao mà chửi thề hả? Hả? Ủa, hai bên nội, sao đây ta? Hay là bạn cười lên đi. Ê, con kia, mày đi vệ sinh không biết dội hả? Mày giờ hàng ngày vệ sinh vất vả, mày phải biết trân trọng. Ác mộng lớn nhất của mình là đi ị nhà thằng bạn và dội nó không chơi. Nghĩ sao á, nó nằm dưới gầm giường tao hay gì biết hết. Sao mày không nói với tao để bữa hỏi tao thử nó luôn. Cái lỗ muối này ngon quá mày. Hình như cái này là muối chấm hảo hảo tâm chua cay bao bì mới nè. Riêng cái lần này thì mình đồng ý với lại quảng cáo, tại vì cái muối này ngon thiệt. Hồi xưa có mỗi lần muốn ăn cái muối này á là mình phải cắt gói mì tôm ra, lấy bị muối và bỏ phần còn lại ở trên gác xếp. Đến khi nào mà nó mốc, nó thành một cái ổ vi khuẩn thì mình mới lấy nó xuống về đi dọn. Nên là họ đã tạo ra loại muối này và mình thấy là nó rất là tiện lợi. Tiện cho lợi. Tuyển tập những nỗi sợ của con gái. Ôi dồi ôi, muốn. Nếu như bạn xem video mình lâu thì bạn sẽ biết rằng mình từng có rất nhiều mụn. Nhưng mà từ khi mình không còn xì chết nữa, hay nói cách khác là chia tay người yêu, thì mình bóng hẳn. Quỷ xế à, ý của mình là mặt của mình nó bóng hẳn. À, sợ rụng tóc. Sao gần đây trông tóc tai mày chán đấy? Cái gen dòng họ của mình á là từ 35 tuổi trở lên là cái đầu nó sẽ như cái sân bay vậy đó. Nên là mình đang rất là lo lắng các bạn ạ. Bố của mình, anh của mình, ai cũng bị hói hết. Người ta bảo chán cao là thông minh đúng không? Không phải đâu, bị hói đó. Đó là cách mà họ an ủi bản thân mình. Mẹ của mình lạ lắm, sợ bị hói nhưng mà ngày nào cũng bắt mình nhổ tóc ngứa. Mình cảm thấy buồn lắm, nhưng mà tại vì nhổ một cọng được 2.000 nên là tôi vẫn nhổ. Tình mẹ bao la nhưng mà 2.000 là 2.000. Cái gì đây? Chán thì dừng, thôi thì dừng, chẳng muốn lần đầu tiên ở trong thanh long có mì. Kể như là giám đốc của sản phẩm này đưa cho bộ phận marketing 20.000 đồng và nói: nè tiền nè, làm gì làm đi. Thế là họ đã tạo ra cái clip này. Mình ngại ăn hột lắm, shop có lựa ra không? Mày bị điên à, người ta là bán mì tôm chứ đâu có bán linh hồn đâu mà ngồi lựa từng hạt cho mày. Shop cử người qua đút bạn ăn luôn. Cái gì? Cái này là giống như cái con chim xanh Duolingo ấy các bạn. Cái gì? Nó xuất hiện ở đây sao? Nail đẹp ha, tụi nó là đồng minh. Oh no. Được rồi, để tao mua mì vì sự hài hước này. Đâu, để tao xem coi. Người nào mà đủ điên để ăn mì có trong thanh long. Chai rượu cạn dần và 2 giờ đêm trôi. Ở tôi là điên nhưng mà
đẹp điên. How? Cái tạ này nó phải nặng gấp 4 lần cái cơ thể của cái con nhỏ này. How? Cái này là giống trong anime đó các bạn. Tưởng tượng bạn luyện tập 10 năm liên tiếp chỉ để thua một thằng nhóc được chuyển sinh với sức mạnh kinh khủng, ảnh hưởng chiều cao đó. Ừ, mình đồng ý. Nếu như mà cái gì đó mà bạn tập luyện nó quá sớm thì nó sẽ bị ngắn á. Hồi xưa bố mình cứ bắt mình làm bài tập hoài á, nên là bây giờ não mình ngắn. Khi xưa mình bên nhau, em sao không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là... Cái bà bên phải không thuộc lời các bạn ơi, bà đứng làm gì nè. Đúng rồi, anh không hiểu sao mà em dễ thương tới vậy. Khoan, cái này là học sinh cấp 3 á hả? Tôi rút lại toàn bộ như tôi vừa nói. Sao tôi đang cảm nhận được cái vibe của kẻ giết người hàng loạt ấy? Ông làm như vợ ông là người thực vật hay gì mà ông tưới cây. Chắc tí nữa ông bón phân luôn. Em có mùi vị ngon lắm, y như là cái bánh sandwich vậy đó. Có phải là ổng thật sự mua cái máy massage xông hơi mấy trăm triệu chỉ để làm một cái video không vậy? Trong khi đó tôi đứng đây tôi quay video mà cả cái quần tôi không thèm mặc nữa. Đây là căn nhà mà chúng tôi thuê từ khi mới cưới. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể quen được một người chỉ biết làm tổn thương đến cảm xúc của người khác. Cho anh mượn điện thoại cái nha, anh gọi cho bạn đó. Alo, Vinh hả? Chiều đó anh đâu vậy? Rồi, quá liền, chạy tao đâu có sợ vợ tao đâu mày. Wow, chồng sợ vợ. Vợ sợ chồng. Dù là bất kể giờ nào, ông cũng đi đá bất chấp. Wow, ít ra thì ông đá banh, chứ ông không có đá gà hay là đá... Nhi nhún nhảy dưới bầu trời trong xanh rồi Nhi ngã vào vòng tay anh và người... Nhi nhún nhảy Damn. Dưới bầu trời trong xanh. Cái video này cuốn rồi mọi người. Chúng bảy ngã vào vòng tay anh và... Bạn đi xuống cho nó đi làm. Tôi cứ tưởng nó là một video dễ thương hài hước mà bà nội nó thì nó là con chó này nó ngứa đít. What the fuck? My god. Biết ông lần không? Lên não. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Biết ông làm không? Làm ông dừng lại. Tôi không biết là cái đầu gối của bạn này nó nằm ở khúc nào nữa các bạn. Là vậy hay là như thế này?